hàng chuyển dế về bán tại trang trại Thanh Xuân. Khu thu mua của trang trại Thanh Xuân thì rất là tiện lợi để khách hàng có thể đỗ ô tô, xe máy là được. Anh nghỉ à? Anh nghỉ à? À. Anh Hán ạ, đi hôm nào lấy. Đây là cái hàng chở luôn nguyên cả thùng nuôi ra để bán. Đấy, dưới đẹp rồi. 100% có cánh. 100% có cánh chưa, vẫn còn con này. 1-2 con nên... Cái này 90 thôi. Là gì 90 ấy? 100 được sao được? 80, 90. Đấy, sao thêm cái thùng... Ui ôi, chẳng hạn. Sao thêm cái thùng kia có tí thế không dồn vào đây luôn. Thử một khay trứng được bao nhiêu cân mà. Đấy, cho bác cái khay được làm cái thùng kinh. Các kiểu thùng. Bác khách hàng này là mua gói 6 triệu. Bán đủ gói luôn theo định mức. Bây giờ sẽ tí nữa anh lấy thêm, trước là lấy gói 6 triệu à? Sẽ lấy 4 triệu. 10 lên gói 10 triệu. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Vào đi con. Dạ, mình. Bảo anh gói luôn bộ gói thêm gói 4 triệu cho anh này kìa. Tí lên lấy hả? Ừ tí ra lên, chị đi về cùng luôn, anh đi ô tô cùng mà. Thằng nào em đi lên đấy mà. Hả? Em lên mà giờ lai hàng là Thanh Hóa là 10 triệu rồi. Ờ. Thanh Hóa 10 triệu rồi. Vậy thế thôi chị đi với mày nhá. Xe tải to lắm, ngồi được 3 người đấy. Ừ chị, thằng nào cũng phải lên. Cái nào êm thì ngồi. Thì ngồi cái đấy sóc ngon lắm. Xe tải sóc mà. Ừ. Để lùi cái này vào trong thì lấy chỗ để cái đấy ạ. Đây. Anh để xuống. À, cái này sát vào đằng kia kìa. 4 triệu ạ. Chân. Ừ. Đấy thông linh ở chỗ ngoài này anh này hay tăng gói. Đóng cái này để làm gì? Vâng. Đóng cái đen đen để làm gì? Thì nó thưa thiêu cái lưới thì đóng vào. Anh ơi, cứ từ từ đi rồi. Cái là gì nhỉ? Đây để lùi ra. Để vào đây. Mở được không? Mở được. Không cần lắm mừng. À. Cái này ra. Nhẹ lắm, không nhẹ. Kiểm tra bụng cho chị luôn. Chiều dài thùng khoảng 1m8. Mét mấy? 1m8. Chiều rộng 80. Chiều rộng 80. Làm thùng nó ngắn lại là vuông hơn một chút nữa. Tôi làm đây để nuôi luôn rồi. Nuôi cũng thế. Nuôi thì sẽ làm thùng 1m2. 1m2 thì tốt hơn. Nếu bà con nhu cầu mua trứng giống về nuôi thì liên hệ với trang trại Thanh Xuân. Website là trangtraithanhxuan.com. Đâu anh? Số điện thoại để mua là 0974870000. Tại Hà Nội, tại Nam Định 0945370300.